Mùa đông như này, mùa đông, mùa hè thì ở ngoài thì lại rét, thì là mùa đông vào trong là ấm. Mình tham quan xong cái chỗ thuốc ngâm của người dao đỏ, dược liệu của người dao đỏ, thì bây giờ mình bắt đầu đi vào bản tả phìn nha các bạn. Ở trong đây thì mình nghe nói có hang và có người dân tộc dao đỏ và mông đỏ sống ở đây. Mông đen chứ hả? Dao đỏ, mông đen. Dạ, mình xin lỗi, dao đỏ, mông đen, hai dân tộc sống chung trong đây các bạn. Bỏ vô hả chị? Đây, hang đây. À, hang đây à. Cho xe để nó mát tí. Nha. Chị đi vào hang không? Dạ có ạ. À, cái gì mà mọi người nói mình là thuê cái gì mà mua vé có điện, mỗi người à 20 ngàn thuê điện à? Thuê điện à, có nhận cho pin nhiệt vào điện hay cái mà nhà ở Sài Gòn. Dạ không ạ. Dạ miền Nam nhưng mà con có ở Sài Gòn. Dạ. Dạ. Nha, hôm nay là đi nó đi xuống không anh chị? Kịp thẻ nhá. Dạ. Bao nhiêu? Đây này, đồ con dí đây này. Đấy, đây là đồ con dí vậy. À dạ dạ. Đi qua đây cẩn thận đụng đầu nè, ba lô. Ba lô thì cứ quỳ đỡ cũng được ạ, quỳ ba lô.
ba lô phải đeo cầm nó đi thì được. Con để ba lô, con đang con để ba lô để ở dưới nhà. Ừ. Đi vào ha, đi qua ta có thích đi vào. Dạ dạ mong. Ha ha, bà đến xe khi chị mua mà chứ vô bà là em nó chứ để chị nằm cầm nó nè. Đây. Tại vì hang độc thì như này ấy, như này cho bà. Đây là đá gì cái đá tự nhiên đấy, đây là đá tự nhiên. Đá là giống như cánh ca thế này. Dạ. Dạ. Đây là đá tự nhiên. Đá tự nhiên có ai làm không? Khá là người ta không thắp cái đỉnh lên nhỏ ấy, đặt cái khắc to. Dạ. Có bao nhiêu tuổi? Dạ con ba ba. Ba ba. Dạ. Bằng con gái cô ấy, dạ. Con gái lớn ba ba tuổi. Dạ. Có con dở cho mấy con gì? Không có gì. Chắc bây giờ không có đâu, bây giờ thời xưa thì có, bây giờ thì họ vào gì thì nó phải. Con thì rơi ấy, ba ba tí đến 6 giờ thì nó bay thôi, toàn ngày nó không bay đâu. Dạ, chỉ có rơi thôi đúng không? Đây, đây là đá giống như cá sấu đây này. Đá nằm đây này. Dạ. Đá giống như cá sấu đây này. Dạ. Đá giống thế. Này, còn cái này là đồ con ếch này. Đá tự nhiên này. Còn cái đồ dừa trên này này. Đấy, đá tự nhiên này. À, đây là nhỏ. Và bên này là to. Đá tự nhiên. Yeah. Đây là nó tự nhiên, đây là bằng giống như xương. Tự nhiên nó hay quá. Ở nó tự nhiên đá tự nhiên nó thành đá nhìn đầu ép đầu các cái là đầu sắc thì như thế nó có tự nhiên. Thôi để ý nhé. Nhà nhà đấy rồi. Thấp quá. Cái này chắc phải ngồi xuống ạ. À. Cái này là cái này còn số, cái này còn cả cao ấy. Cái này là không mưa, mưa thì bằng suối nước về bên này. Bây giờ lâu không mưa thì nó cạn nước rồi. Nhìn vào bên đây này tí thôi. Thì tí ở bên kia có một đoạn nó vé quá chắc không đi nhỉ. Nó vé quá như này nó chỉ. Cái tay có ai chung vô không? Nhưng mà cái này nhỏ lắm không đi được. Cái này không đi được. Ở trên này cũng đi hết cái chỗ này thôi, bên kia có một đoạn là cũng vé thì chưa đi có đi lắm, không đi được. Dạ, đấy, mình đi. Cái này là cái tâm ở trên này là chim đâu ấy. Nên mình chỉ đi một tí tí cho nó biết thôi. Dạ. Dạ. Yeah. Sao bà nó quen đi về thì có xem chạy. Dạ. Đi đi vào đó lắm ấy. À, có người lên đây nè. Có người lên đây nó dạ. Nhiều lắm, nó mềm. Sơn chị nha. Dạ, dạ. Đây là Sơn thấu tụi ảnh đấy. Em lên đây để thả nha. Đứng ở dưới nha. Bên này là Sơn thấu tụi ảnh. Nhưng mà nó đây là nạp Sơn này ấy. À, bên đây có cái đường nữa nè. Ờ, có cái đường ra đi vào mà. Có cái đường mình đi vào hả? Có cái đường đi vào mà. Đây là Sơn thấu tụi ảnh. Có ngày đến đây là lên rồi ạ. Ở ngoài Ninh Bình thì cũng có mấy cái động nhưng mà mình đi bằng thuyền. Ở dưới mình bơi thuyền, con này mình tự đi. Thầy bỏ cái đồ con. Thánh ngọn luôn ha. Đi 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 à sao đây là một con dứa này, cái này là con cá vàng, cái này con gì người này, đây là con tự tựa trên này này đấy. Đây, con tựa tên này. Nó tự nhiên hay có ai làm. Ừ. Tự nhiên bằng nó xương. Ừ. Đi sâu nhưng mà có bà đi lên cái lưới này. Đi là đi ra vẽ thì không được đâu. Ngày xưa không có cái thăm nhưng mà phải đi đường này. Nhưng mà giờ có cái thăm phải lên cái đường này là phải bò. Bò đi bằng Một đoạn đây nhỏ nhỉ. Đi đến đây thì đi đây cái thang sông thang dòng nhỏ này.
Nhưng mà nghề bé này đi được, nghề to thì đi hơi khó. Chi xô thì có nhu đó, người ta vào san hô ấy, nó rất đẹp nhưng mà trong có hóng hóng ấy. Cẩn thận nhé, em nhé. Dạ, dạ. Lên trên cái thẻ đồ ấy đó. Chứ là đi bên kia là bỏ đi rồi đấy. Dạ, để mình coi nha. Vâng, quay tay ra và chỉ coi ra, ở đây chỉ có coi thôi. Khó đi lắm. Có đi rồi, có chi thì đi tiếp, có chi thì qua lại thôi. Này, em lên, em quay chỗ này nha. Đây, đi qua đi. Thì với mẹ bỏ trong khó mẹ. Trong khó chặt tới đây rồi. Quay cho các bạn coi. Ở đây xuống cái cầu thang này mình sẽ đi mấy cái đường này. Mà nó hơi khó đi nên mình sẽ kết thúc cái hang ở đây, mình sẽ đi ngược ra. Chứ thấy hơi nguy hiểm các bạn ơi. Đây cái đường đi nè. Hang này thì nhìn hoang sơ và đẹp lắm. Cái gì nó về tự nhiên thì nó sẽ không có được bóng bẩy nhưng mà nó rất là hay. Tu hành như đó. Nè, dạy nhé. Chào, dạy nhé. Nhưng có tự nhiên gì nữa. Nên ta phải có đi hơn rồi. Đi giúp bảo vệ nó cũng đi ha. Bảo vệ nó cũng đi. Hay quá các bạn ha. Chị rất là nhiệt tình dắt mình đi các bạn. Vô đây thì trước hang thì sẽ gặp bà dắt đi, bà giới thiệu đủ thứ. Chứ nếu mà mình đi một mình thì mình cũng không biết nhiều vậy. Mình đi một mình thì mình chỉ quay thôi. Bà đi rồi bà giới thiệu mấy cái con vật, nhìn mấy cái tảng đá nhìn giống con vật rồi này kia. Còn chị này chỉ dẫn mình đi từ đầu khi mà trên đường mình gặp tới giờ. Sau đây chị tiền này nên bữa tẻ tao cứ tụi bữa nó bỏ viên nè bữa cứ bữa ra mảng siêu phè như mảng siêu bây giờ tao xin đến nhà má cho nó tẻ rồi thì các bạn có không nè như là mình mi là tao nhé mi là tao này con này quang này nhau này quang này đây nhà phải thao nhé rồi thao nhé người ấy đã cuộn chứ không phải là ở phía trên đầu này sao vậy là tôi muốn làm xe ở này chịu muốn làm xe hả nó cái cổ nó phải dài hả phải chú nhận á nó sẽ đứng rồi nhé sẽ tôi lớn lắm tôi cổ tôi lắm đúng là thiên nhiên thật là hùng vĩ đúng không bạn vứt tiền nhà nó ồ đứng lắm tôi nhìn chị xe ha à lục lục cổ nó mới như vậy đứng lắm tôi nhìn chị xe hả mà ồ quên cái mà cái tôi nhìn chị xe mà tôi lớn lắm tôi cũng vô đồng lắm cái này xin vô nó tôi con này xin con nói như tôi á, tôi như sếp mà. Tôi à, nghĩ là toàn mới đổi nha, mà nghĩ là mới thảo luận. Cái con này vàng này, tôi như sếp ra là sẽ phụ, cứ nhận về thì anh hẳn sếp ra phải nói. Thế nào mà sợ là con này, nó mất con mà. Thế nào mà sợ, mà sợ tôi có này, tao không thể mà sợ. Thì tôi phải mặc mắt, anh chỉ định bản thân nó, thì mình phải qua đi. Thế đó, không được là, để mình đi, mình đau, mà tao đọc. Cái này
em quay kỹ hơn trong các nơi cho mọi người dễ nhìn thấy. Lúc nãy mình đi hơi nhanh. Nhưng mà chưa đến đây thì người ta vào đi truy xong này. Dạ. Nhưng đi gần quá thì sợ cái người ta đến cái người ta sợ bắn xuống người ta đi chạy đi chỗ khác. Dạ. Bây giờ đi trong bảo này là kiểu là nơi chú ẩn an toàn. Người chưa đến nhau 10 năm được. Dạ. 15 tuổi thôi. Dạ. Thằng năm đánh nhau là năm bạn 15 tuổi. Chỗ này có những đoạn rất là thấp, mình phải khom xuống mình ngồi, gần như ngồi đi qua các bạn. Đây, đây là rất là thấp luôn. Đây là cái mặt ông là ông cái hùng của đá rất là đẹp các bạn, nó là còn hoàn toàn tự nhiên, nhìn tự nhiên. Cái này là bằng cái bò con. Con cháu của con bò. Giống như là con gái. Cổ con bò. À. Tự nhiên cái hoa thập đá này các bạn. Rất là đẹp. Trong hang này thì khi mình đến hang thì mình sẽ đóng tiền cho chú ở ngoài trước để chú mở điện nha các bạn. 20.000 một người, nhưng mà khi mình đi ít người thì chú sẽ lấy một lần mở điện là 50.000. Mình nghe chú nói vậy. Đi đông thì 20.000. Mở điện thì trong hang mới có sáng, có đèn sáng thì mình mới đi vô được rồi. Chứ không có thì sẽ tối lắm, không vô được. Chị nói đây là mồm con hổ đang há mồm. Hay quá vậy ha. Không đi dạo, đi dạo sâu ở trong thì có nhiều đèn, nhiều đá mà có sò đẹp đó. Vào sâu mà vào sâu người vào sâu chắc phải bò bò. Chắc là người nước ngoài bò. Có mà nó đoàn đi không có đi ra ngoài nhà nhà bò bẩn ra ra là sâu ấy. Dạ dạ. Và dẫn đi 2 tiếng. Dạ. 2 tiếng thôi. Con đi xa đi 2 tiếng. Dạ. Là phải một số thì bò đi, một số thì cao. Dạ. Chữ thư lương thực để đi 2 tiếng là bò vô. Người ta sẽ đi sâu á. Người nước ngoài không sợ đâu. Dạ. Người ta có đi nha. Rất nhiều. Có đi xa đi xa. Mua và đi chi mà. Đây là cảnh phía ngoài theo nữa vậy. Đây mình quay bên trong hang một lần nữa cho các bạn coi. Cái này là cái gì nữa? Cái này. Này. Vậy là mình đã kết thúc hành trình vào thăm cái hang này đó các bạn.
hang ở bản Tả Phìn của người dân tộc. Di tích quốc gia cộng tả động Tả Phìn nha các bạn. Đây, mình quay sơ lược ở ngoài cửa hang cho các bạn coi. Cô nói đây là dây thuốc bổ máu các bạn. Ở trước cửa hang có rất là nhiều nè. Giờ thì mình kết thúc tham quan cái hang này ở đây ha, di tích quốc gia Động Tả Phìn. Tiếp tục thì mình sẽ đến nhà người dân của dân tộc người Dao Đỏ ở đây để mình tìm hiểu thêm về nhà văn hóa và cuộc sống của người ta như thế nào, mình quay cho các bạn xem. Cái chai này mình mang về mình treo tường này là mình tự dập. Khăn này bà tự dập đó bà. Nếu không thì chị mua cho em cái hộp bút này này. Khăn này bà cũng tự dập bằng tay các bạn. Chị mua cái này cho em. Chị mua ủng hộ cho em một thứ. Chị mua cái này cho em.